Vâng, xin kính chào 6.000 khán giả đang quan tâm kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Hôm nay một buổi chiều em xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe Chevrolet sản xuất năm 2018, số tự động màu đen, một cầu máy dầu, sử dụng động cơ 2.5. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 520 triệu. Vâng, quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Về tình trạng chiếc xe này thì bên em cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị 100%. Xe không đâm ra va biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn. Và máy số là nguyên zin. Riêng chiếc xe này thì một dàn lốp còn theo xe và lốp sơ cu chưa hạ. Đây, em sẽ quay thực tế cho quý anh chị xem cái lốp sơ cu của chiếc xe đây. Toàn bộ lốp sơ cu đây, nó khá là đẹp. Vâng, chưa có dấu hiệu bị chạm đất nên là cái vành sơn đánh dấu vạch đầu tiên của chiếc xe đã còn rất là đẹp. Chiếc xe này thì được trang bị thêm nắp thùng thấp khá là đẹp. Vâng, với giá tiền hơn 500 một chút, được chiếc xe sản xuất năm 2018, khá là đẹp. Và quý anh chị, bên em cũng có hỗ trợ vay trả góp cho quý anh chị nào có nhu cầu, lên đến 60-70% giá trị của xe. Đây là lốp của chiếc xe. Vâng, toàn bộ 5 quả lốp đều là theo xe và khá là dày đây. Lốp khá là dày, đát lốp năm 2018. Toàn bộ đát thông số lốp là sản xuất năm 2018. Tháng 5 năm 2018, toàn bộ thông số lốp. Vâng, với một chiếc xe mà chạy loanh quanh tầm 4-5 vạn mà không đâm va tai nạn gì, lốp theo xe cả dàn, thì em nghĩ rằng chất lượng thì quý vị cũng đã hình dung ra được là nó là khá là mới và ok. Về toàn bộ là đèn pha, đèn gầm là nguyên zin theo xe, mặt ca lăng nguyên bản. Vâng, về chiếc xe này thì đăng kiểm còn khá là dài, đến năm 2021 và quý anh chị mua về sẵn đổ dầu vào chạy thôi. Toàn bộ về chiếc xe thì bên em cũng khẳng định cam kết với quý anh chị không có đâm va biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Quý vị các bạn đăng ký kênh thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi chuyên thu mua về các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải, yêu cầu là phải đẹp. Vâng, và đây là cũng là phần lốp phía trước của chiếc xe. Toàn bộ phần lốp phía trước cũng là đát năm 2018, tất cả theo năm sản xuất của chiếc xe. Và phần sassi vần gầm này không có dấu hiệu bị cắt nối và rất là đẹp. Ốc là nguyên bản nguyên zin hết toàn bộ. Về phần gầm của chiếc xe thì không có dấu hiệu bị cháy dầu và toàn bộ phần gầm khá là đẹp, nguyên bản từ đầu. Và với một chiếc xe mà hầu như bác chủ trước là tên cá nhân và bác chủ là chuyên về âm thanh loa đài, nên là bác chỉ chạy quanh phố phường Hà Nội, không đi sử dụng công trường, nên là em biết được lịch sử chiếc xe khá là đẹp và bắt mắt. Vâng, sau đây em quay vào phần nội thất cho quý anh chị xem. Về toàn bộ phần nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị ghế da hai màu. Vâng, nội thất ghế da hai màu, màu cam và màu đen, khá là đẹp. Toàn bộ hàng ghế này, vâng, da rất là dày, dạng khá là xịn sò đấy ạ. Toàn bộ về phần nội thất thì ghế rất là căng và đẹp. Đây, cái chất xe vô lăng chạy 5 vạn khá là đẹp đây. Đấy, toàn bộ vô lăng này và củ số đây, toàn bộ không có dấu hiệu bị sơn lại và chảy xước gì, tì tay này. Đấy, toàn bộ các cái phần ghế của bên phụ cũng thế, nguyên bản hết. Và tóc ly bàn thờ bóng khí là nguyên zin. Màn hình theo xe nguyên bản từ đầu. Bàn đạp phanh ga không có dấu hiệu bị mòn. Và toàn bộ cái trần của xe là trần ý nguyên bản theo xe từ đầu.
rất chi là sạch đẹp, không có dấu hiệu bị chảy xước. Xe bác chủ trước độ thêm cam hành trình khá là đẹp và thêm camera lùi. Về toàn bộ về cái tay cánh cử 100% là cánh cử chỉ zin của nhà máy Chevrolet, không có dấu hiệu bị chạy lại hoặc là bị đâm va biến dạng. Từ các cái ốc khóa là nguyên bản hết, tay mở cửa khá là mới và toàn bộ là zin, nguyên zin hết. Vâng, đây là toàn bộ các cái ốc tai của chiếc xe là nguyên bản hết từ đầu. Cam kết với quý anh chị, bậc lên xuống của chiếc xe khá là sạch và mới, sơn zin hết toàn bộ đây. Tem mác của nhà máy nguyên zin và ốc khóa là đang còn dấu hiệu mới và chưa có tháo lắp gì cả. Toàn bộ ốc tai này, ốc tai là nguyên bản nên là tuyệt nhiên chiếc xe không bị đâm va từ bên lái này vào. Bậc lên xuống khá là sạch đẹp. Vâng, về hàng ghế phía sau của chiếc xe thì cơ bản là cũng khá là mới, ít ngồi ít sử dụng nên là hàng ghế sau là rất chi là mới, không có dấu hiệu bị chảy xước. Về phần nội thất phía trước thì vô lăng cực kỳ đẹp. Vâng, cái đây là cái cánh cửa bên sau và bên lái của chiếc xe, toàn bộ là chỉ 100% là chỉ zin, không có đâm va ở kính và đèn. Và bác chủ trước về phần kính đã dán thêm 3M kính khá là mát và toàn bộ thông số kính đều năm sản xuất của xe và của hãng GM. Đây là toàn bộ các cái phần tay mở cửa của chiếc xe, bậc lên xuống đây khá là đẹp và không có dấu hiệu bị chảy xước. Bên em vệ sinh xong là khá là đẹp, 100% là cam kết không đâm va, máy số là nguyên zin. Vâng, và đây là cái phần lót thùng của chiếc xe. Về toàn bộ lót thùng thì bác chủ trước được trang bị thêm nắp thùng thấp và lót thùng không chở hàng nặng nên là hai bên thành không bị chảy xước và cong vênh. Toàn bộ cái lót thùng khá là mới và cái sàn trải thùng đây, quý vị anh chị xem coi, nếu như mà chiếc xe mà chở hàng sắt cục hoặc là hàng nặng không chuồng này nó móp méo hết các phần lót thùng này, nhưng với chiếc xe này thì lót thùng nguyên zin và cụm đèn hậu là nguyên bản theo xe. Tất cả các cái vững đít đằng sau đây, cái cốp nắp hậu đây chỉ 100% là chỉ zin nên là tuyệt nhiên không có dấu hiệu bị đâm va từ phía sau. Đèn hậu là đèn zin 100% của chiếc xe, toàn bộ là chỉ zin hết đấy ạ. Vâng, và đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, toàn bộ 100% là chỉ có Chevrolet và cam kết không đâm va. Nếu quý anh chị nào mà tìm thợ giỏi nhất đến phát hiện ra chiếc xe này bị đâm va vỡ kính, vỡ đèn hoặc là bị ngập nước, máy số không còn zin, bên em cam kết bồi thường thiệt hại cho quý anh chị đi lại 20 triệu đồng. Về toàn bộ các cái phần chỉ gờ, cánh cửa là em quay cho quý anh chị xem, toàn bộ là chi tiết rất chi là thật và mộc mạc luôn. Đây, chiếc xe trừ có dấu hiệu bị sơn lại, chiếc xe nhập nguyên chiếc và đi khá là tiết kiệm dầu. Ốc toàn bộ cột là nguyên zin, ốc khóa tổng là nguyên bản hết đấy ạ. Ốc khóa, ốc bản lề, bậc lên xuống không có dấu hiệu bị chảy xước, hầu như là khá là mới. Bóng khí nguyên zin hết toàn bộ, ABS đấy ạ. Về cánh cửa bên đường trước bên phụ đây, toàn bộ nét cắt chỉ và đường chỉ này zin 100% của nhà máy, bên em đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị. Tay nắm mở cửa chưa có dấu hiệu bị sơn lại, với một chiếc xe đời 2018 sử dụng 2 năm khá là mới và đẹp. Vâng, sau đây em hướng máy quay về phần đầu và phần máy cho quý anh chị xem. Về phần máy của chiếc xe này thì cam kết 100% là máy nguyên zin, từ ốc, các phần nhựa của cái cabo, cái mặt ca lăng này và ốc rằng này, ốc két nước này, còn zin đánh dấu 7 màu của nhà máy. Và ốc cabo, toàn bộ các phần ốc hộp đen là cam kết 100% là nguyên zin, chỉ cabo là không có dấu hiệu bị chạy lại, đinh tán đinh dập, cabo là nguyên zin đấy ạ.
sơn zin toàn bộ và từ các cái chống nắng, quý vị anh chị xem này, là cái chống nóng này, nó rất chi là phẳng phiu và đẹp, nên là chiếc xe sử dụng ít nó khá là mới. Đây là cái ốc két nước, toàn bộ két nước là zin hết toàn bộ. Vâng, đây từ cái ốc đèn hai bên tai này, với một chiếc xe mà một dàn lốp còn theo xe, lốp scu chưa hạ, cabo chưa vặn thì chất xe như thế nào các bác biết rồi, nó là quá mới. Vâng, đây toàn bộ về cái phanh ABS và cái cổ xả của chiếc xe đây, toàn bộ rất chi là sáng, nguyên bản từ đầu, sử dụng động cơ 2.5 máy dầu, ốc nguyên zin. Vâng, với giá thành 520 triệu, quý anh chị sở hữu ngay được một chiếc xe Chevette Colorado. Vâng, đây em quay cho quý anh chị nghe tiếng động cơ chạy khá là êm. Vâng, động cơ đang hoạt động chạy rất là êm và rất là đứng máy, toàn bộ máy số là nguyên zin, lốp sơ cua chưa hạ. Và chiếc xe này thì bên em cũng hỗ trợ vay trả góp cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Quý anh chị nào xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác đăng ký kênh và chia sẻ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.